Mến chào quý khán giả và bà con cô bác gần xa đang xem kênh của Dinh Miền Tây ST nha. Thì buổi tập luyện hôm nay á, chùa Trị Tinh Chắc, tức là Trị Tinh Chắc thuộc là phường 10 thành phố Sóc Trăng nha cả nhà. Thì hôm nay Dinh đến để chia sẻ cho cả nhà mình xem những cái màn anh em vận động viên tập luyện trên vàng như thế nào nha. Đây thì hiện giờ thì anh em xuống chia làm hai đội nha, đội 1 và đội 2, tức là anh em xuống một lần nguyên đội thì không hết cả nhà. Thì vàng thì cục quá, vàng được tầm năm mấy sáu người gì à, còn người thì rất là đông nha. Anh em vận viên thì chia làm đôi, chia làm hai đội, nhất thì đội mới rồi thì bơi hết hiệp ha cả nhà. Thì hiệp này thì hiệp hai á cả nhà, tức là hai đội xuống, một đội này thì lên thì tới đội kia xuống nha. Đó thì cái ship mình mời cả nhà mình cùng chiêm ngưỡng anh em vận động viên của chùa Trời Tinh Chắc, phường 10 thành phố Sóc Trăng, thì như là tôi nước rút như thế nào nha. Cái ship mình sẽ chứng kiến cái màn nước rút của anh em vận động viên như thế nào nha. Đây dầm bơi của anh em vận động viên rất là nhịp nhàng nhé cả nhà. Thì anh em cũng quyết tâm để như là đạt được thành tích cao trong mùa giải sắp tới năm 2023 nha. Đó thì còn khoảng mười mấy ngày nữa sẽ thi đấu vòng metro nha. Đó thì anh em bây giờ anh em cũng cố gắng hết sức để được bơi để đạt được thành tích cao nha. Đây thì giờ thì anh em đã tung nước rút nha cả nhà. Đó thì tung nước rút thì trắng bọt lắm ha cả nhà. Đó anh em đã tung nước rút và màn biểu diễn cho anh em quay xem như thế nào nha. Đó thì có thể là tung nước rút xong thì tức là tung nước rút rồi sẽ giảm đi cái nhịp trên, bắt đầu giảm lại thêm hiệp cuối nha, tức là đi dầm ba lại nha cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi thì giờ thì video mình cũng xin kết thúc tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà mình xem video vui vẻ nha. Thì Dũng cũng kết thúc video tại đây nha. Thì anh em cũng bơi nãy giờ cũng 3-4 hiệp đó cả nhà. Bye bye nha.